Kính chào các đồng chí và quý vị đang theo dõi chương trình vì chủ quyền an ninh biển đảo. Như thường lệ, tiểu mục thông tin biển đảo sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch kiểm tra thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đại biểu đại diện cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận thống nhất một số nội dung, phương pháp và địa điểm tiến hành kiểm tra tại các địa phương, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đề án, tổ chức tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cơ quan tổ chức đơn vị thuộc quyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản của địa phương tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền phổ biến luật Cảnh sát biển Việt Nam, công tác phối hợp giữa các cơ quan của địa phương với đơn vị quân đội trong tham mưu và tổ chức thực hiện đề án, kết quả chuyển biến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tình hình vi phạm pháp luật trên biển của nhân dân. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá thực chất kết quả lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án trong 3 năm 2019-2021. Các cơ quan liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chủ trì, thực hiện đề án của tỉnh, thành phố trong kế hoạch kiểm tra xây dựng thống nhất các nội dung chương trình. Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra thực hiện đề án tại 5 tỉnh thành ven biển phía Bắc và miền Trung. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ tàu BT-99998TS có dấu hiệu vi phạm trên khu vực biển cách Đông Đông Nam Côn Đảo khoảng 115 hải lý. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 7 thuyền viên do ông Lê Minh Tính sinh năm 1965, quê ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân, chứng chỉ chuyên môn. Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải tàu vi phạm về cảng đơn vị để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa các đồng chí và quý vị, những năm qua, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường. Nhiều tình huống mới về các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống như vi phạm chủ quyền biển đảo xuất hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong khi đó, các loại tội phạm trên biển như buôn lậu, gian lận thương mại, mất an toàn hàng hải, ô nhiễm môi trường biển ngày càng có chiều hướng gia tăng, xuất hiện nhiều vi phạm có yếu tố nước ngoài, có tổ chức chặt chẽ. Trước tình hình đó, việc xây dựng và phát triển lực lượng cảnh sát biển thành lực lượng chuyên trách, nòng cốt để thực thi pháp luật và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam là một yêu cầu cấp thiết, chính đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xác định rõ sự cấp thiết và tầm quan trọng của việc xây dựng lực lượng chuyên trách nòng cốt để thực thi pháp luật, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước trong xu hướng hội nhập toàn cầu. Ngày 12 tháng 11 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 2048 phê duyệt đề án xây dựng lực lượng cảnh sát biển đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục tiêu của đề án là xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, tổ chức biên chế hợp lý, tinh gọn, trang bị đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển và hợp tác quốc tế, làm cơ sở xây dựng hoàn chỉnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trong những năm tiếp theo, để lực lượng đủ sức và đủ tầm gánh vác chức năng, nhiệm vụ nặng nề mà Tổ quốc và nhân dân giao phó. Sự ra đời, phát triển của lực lượng cảnh sát biển và luật biển Việt Nam thì có ý nghĩa rất quan trọng trong thực thi pháp luật trên biển, thể hiện sự tập trung ý chí của Đảng, Nhà nước, nguyện vọng của nhân dân là tuyên bố mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình mà phù hợp với luật pháp quốc tế. Thì chủ trương xây dựng lực lượng cảnh sát biển cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, xứng tầm là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Với chức năng nhiệm vụ được giao, cảnh sát biển đã luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề ra chủ trương đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống trên biển, không để bị động bất ngờ, khôn khéo, kiên trì đấu tranh với các hoạt động của tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm tội phạm trên biển, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, đồng thời thì luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở trên biển. Sau 23 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay về cơ bản, tổ chức biên chế, trang bị phương tiện của lực lượng cảnh sát biển đã và đang được đầu tư đúng hướng, bảo đảm được sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, bảo đảm sự chỉ huy tập trung thống nhất từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị trong toàn lực lượng, bảo đảm bao quát được các nhiệm vụ và triển khai thuận lợi các biện pháp công tác. Cảnh sát biển Việt Nam, từ một cơ quan trực thuộc Quân chủng Hải quân, đến nay đã thành Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Các vùng cảnh sát biển được tổ chức lại thành Bộ Tư lệnh vùng. Các cụm trinh sát phòng chống tội phạm ma túy được tổ chức thành đoàn trinh sát, đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy. Đặc biệt, để góp phần thực hiện thắng lợi những chủ trương của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hiện đại vào năm 2030. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu về mọi mặt, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Với vị trí là lực lượng vũ trang, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt trong thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam ngày một lớn mạnh, tinh nhuệ, có vai trò ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển, kết hợp với bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển trong tình hình hiện nay. Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và ngư dân để nắm chắc tình hình trên biển, từ đó để dự báo các tình huống có thể xảy ra trên biển, để kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý các tình huống quốc phòng an ninh trên biển có hiệu quả, đúng đường lối, đúng đối sách, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, an toàn và phát triển bền vững. Để xây dựng được lực lượng hiện đại, yêu cầu trước tiên đó là cần phải xây dựng được lớp cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, làm chủ được các trang thiết bị hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bên cạnh việc đảm bảo công tác huấn luyện, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, các bộ tư lệnh vùng trong lực lượng đều có sự đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, đặc biệt phải quan tâm bồi dưỡng đào tạo về kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức kinh tế xã hội và quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, căn cứ vào điều kiện của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị trong lực lượng còn có những đề xuất kiến nghị chính phủ, nhà nước trang bị tàu, xuồng, có trang bị hệ thống thông tin chỉ huy hiện đại, cũng như nhiều loại trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đảm bảo lực lượng đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, ngày 19 tháng 11 năm 2018, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 6, thể hiện sự tập trung ý chí của Đảng, nhà nước và nguyện vọng của nhân dân, quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày 1 tháng 7 năm 2019, luật chính thức có hiệu lực. Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1059 phê duyệt đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023. Mục tiêu của đề án là tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về quản lý bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, nắm vững những vấn đề cơ bản của luật cảnh sát biển Việt Nam,
làm chuyển biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đóng vai trò nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển trong tình hình mới. Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đi vào cuộc sống sau 2 năm kể từ khi có hiệu lực, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân về công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, cũng như về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển đã phát huy được sức mạnh tổng hợp toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trong vùng biển Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biển đảo, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chủ trì thực thi pháp luật trên biển, bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với pháp luật quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, khắc phục những khó khăn bất cập của pháp luật về lực lượng cảnh sát biển và thực tiễn yêu cầu quản lý bảo vệ biển, góp phần giữ vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay. Sau khi được tham gia học tập nghiên cứu luật cảnh sát biển Việt Nam, tôi đã thêm phần hiểu biết về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đặc biệt so với pháp lệnh cảnh sát biển Việt Nam năm 2008, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cảnh sát biển Việt Nam đã được điều luật hóa cụ thể hóa hơn thành các điều 8, 9, 10 so với một chương gộp của pháp lệnh 2008. Điều này giúp tôi dễ dàng phân biệt, nhận thức tốt hơn về từng nội dung. Từng nội dung một giúp việc tiếp thu nội dung của luật cảnh sát biển Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. Giữ vững an ninh chính trị, độc lập chủ quyền vùng biển đảo vừa là trách nhiệm chính trị lớn lao, vừa là sự báo đáp công lao các thế hệ ông cha đã dựng xây và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Bằng luật pháp, bằng trách nhiệm tự thân, bằng tài trí, tâm hồn và tình cảm của người con đất Việt, lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam sẽ đoàn kết, sát cánh, không quản hy sinh gian khổ, nguyện đồng lòng cùng nhau giữ biển, giữ đảo, thềm lục địa, phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Thưa các đồng chí và quý vị, trong chương trình kỳ trước, các đồng chí và quý vị đã theo dõi điều chính của luật cảnh sát biển Việt Nam. Hôm nay, xin mời các đồng chí và quý vị cùng theo dõi tiếp một số điều của luật này. Điều 10. Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam. 1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. 2. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam. Đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vùng biển Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển. 3. Cảnh giác, giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác, thực hiện nghiêm biện pháp công tác của cảnh sát biển Việt Nam. 4. Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam. 5. Thường xuyên học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện thể lực. 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ. Điều 11. Phạm vi hoạt động của cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật này. 2. Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Khi hoạt động, phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam. Các đồng chí và quý vị vừa theo dõi chương trình vì chủ quyền an ninh biển đảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.